Bây giờ đó mình không ở nhà thì không có cái khuôn, tại nào tới giờ đâu có làm kẹo dừa đâu mà có khuôn, cho nên nó là giờ mình phải ra mình chặt mấy cái cây lá đặng mình làm cái khuôn y chang như là chú Sáu mà làm lộ mà đã tải bê tông vậy đó, thì chặt cây lá làm giống như chú Sáu làm kiểu giống giống vậy. Kẹo dừa nó đặt lại, nó sạch lại rồi, cái màu nó chuyển qua màu vàng này, màu vàng này, tại vì có cái màu của sầu riêng nè. Hồi nãy mình để vô có miếng đường khoảng nhiêu đây, cân lên chắc được nửa ký à, nửa ký kẹo à, hoặc là 400g kẹo, thì cái này là đậm đặc luôn, sầu riêng nó lợn cận ở trong đây luôn á, nhìn nó ngon lắm, ăn cái này kín luôn á, ăn cục nhớ cục, ăn cục nhớ đợi. Thơm thấy sợ luôn á, thơm mùi sầu riêng, nãy giờ mình chưa có thử, mình không biết là cái độ ngọt nó vừa hay chưa nữa. Hồi nào tới giờ là mình chưa có làm cái món này lần nào hết á, mình chỉ thấy người ta làm thôi, mình thấy đợt lâu rồi mình đi vô lò kẹo dừa ở trong chợ Mỏ Cày á, thì mình thấy người ta làm chứ mình không có biết liều lượng sao, mà cũng chưa có thấy ai làm ở ngoài hết, mà mình bữa nay thì mình làm đại thôi. Không biết nó có ngon như của người ta không. Bây giờ sắp tới rồi cho nên là mình để vào phòng vô luôn. Nặng tay thì gầy được. Nặng tay là nó sắp tới được rồi. Nhiều mình để nhiều đậu phộng đó thôi. Tại vì mình cũng không thích ăn nhiều đậu phộng, đậu nhiều. Có nhiều đậu phộng thì thành ra kẹo đậu phộng chứ không phải kẹo sầu riêng nữa. Nãy là kẹo dừa, xong giờ là kẹo sầu riêng. Ngon quá chừng luôn á. Cái này là ở trong lò kẹo chưa chắc gì làm được giống như mình. Đâu có người ta làm gì người ta bán biết nhiêu tiền ký. Bán đâu được, bán mắc quá thì người ta không mua. Ở nhà mình ăn mình làm kiểu như vậy là thèm ăn hoài luôn á. Đừng cho lửa cá cháy nè. Cháy nó nặng nó cứng. Không ra không đẩy cũng làm cái khuôn mới được. Đây cái khuôn mình mới vừa làm xong thì xung mình làm ở trên này là đánh thớt, bạn cho nó bằng, mình không có cái khuôn giống như của người ta. Cái tay mình hồi nãy dính lọ. Dính lọ chứ không phải ở dơ. Tại gấp công chuyện quá chưa có. Ấy rồi giờ mình chặt cái lá mình tấn xung quanh, giờ mình lót cái mũ lên. Rồi hồi bảy tới kẹo tới rồi, mình đổ xuống kẹo xuống. Kẹo tới rồi mình thử, mình thấy nó nguội nó vừa vừa dẻo dẻo là được, gọi là tới. Chứ mà chờ cho nó cứng ngắt, hiện hồi nó ăn gãy răng. Bây giờ nó tên bếp mà nó cứng là lát nữa xin nó nguội là ăn gãy răng liền luôn á. Khỏi cần đi bác sĩ nhau răng. Đùa cho xuống luôn.
xuống luôn. Ngon quá, cái này chút nữa để lại cho mọi người, chắc cũng hai cục kẹo. Giờ mình tấn mình cho nó đều ra cái khuôn này. Cái khuôn này thì hồi nãy mình không có để dầu ăn vô. Dạ. Nãy mình không có để dầu ăn. Mà chắc trong đây có dầu dừa cho nó không dính đâu. Cái này nè. Dạ. Dính không? Dính hả? Dính hả? Dính hả? Không, mà nó nguội lại nó không dính đâu vậy. Không biết. Dòng vậy. Tại trong đây nó có dầu dừa nè. Ôi, cái này được ba cục kẹo luôn á. Cho ra cái này luôn. Ngon quá à. Hồi nó thơm, vừa thơm mùi nước cốt dừa, rồi vừa thơm mùi sầu riêng. Thơm gì đâu thơm, nhưng mà được cái là cây kẹo của mình á, nó không có ngọt đường quá nhiều giống như là cây kẹo ở trong tiệm mà người ta làm. Thì mình thích như vậy. Ngon lắm, mà bảy ăn thử miếng mà bảy. Béo ngon. Còn cái chảo không mấy cục đó. Này phải lấy cái muỗng dắt xuống. Nó ngon gì đâu luôn á, nó không có ngọt nhiều. Ăn giá đi. Nó ngọt vừa vừa thôi. Nó ăn vài ba người ăn. Mẹ thử mẹ. Ngon lắm. Ngon lắm. Đi thôi ngủ chứ giờ bóc tay vô không được. Nó không ngủi thôi. Ngủi thôi. Ngủi thôi nè. Có đâu dính tay nữa đâu. Ừ, không muốn coi ha. Ngon. Rồi, cái này thì mà mình để đây mình chờ nó nguội. Nguội thì cắt. Nó nguội xong rồi mình nó nguội, nhưng mà nó không có nguội nhiều nha. Nó nguội nó còn hơi ấm ấm thì mình mới lấy dao mình cắt ra từng cục rồi mình mới lấy giấy mình gói lại thì thành cục kẹo dừa. Giờ mình để cho nó nguội. Đi ăn mỗi trắng đá. Ủa hay thiệt. Chết rồi. Thấy ngon, thấy ngon. Có nhiều ra cái nó chụp vô liền. À, cái xác dừa hồi nãy nạo rồi dắt nước cốt qua một lần rồi thì ở trong đây vẫn còn nước cốt béo lắm, thì ở trong đây cũng còn chất bổ. Thì mấy con vịt á là nó thích ăn cái này dữ lắm, bởi vì ăn nó mập lắm. Dạ, nó mập mà lông nó mướt lắm rồi. Ừ. Thì mình cho nó ăn đặng cho nó mau mau đẻ, đặng mẹ mình nhờ. Để cho cái con hồi nó lại nó ăn nè. Dạ. Cái con hồi nó lại nó ăn nè, nó mới nhát á. Nó thấy mình nó sợ. Mấy con đó khoảng chừng tháng nữa ăn được không? Tại 10 bữa nữa. Mấy con nó cũng đòi ăn nữa. Cho nó ăn nấm thánh vô dùa. Đâu có dùa. Đó, dùa của nó đó. Cái ổ kẹo hồi nãy giờ mình để nửa tiếng rồi, nhưng mà nó chưa có nguội hết đâu, nó còn hơi ấm ấm nè. Thì mình lợi dụng cái lúc nó còn ấm, nó còn mềm á, thì mình chuẩn bị mình cắt. Đây là cái chén dầu dừa, mình tha lên con dao. Tha dầu dừa lên dao, đặng cho con dao nó đừng có dính. Chén này giờ không thấy nhập hai dính kẹo. Giờ không thấy luôn, nó mỏng á. Giờ không thấy. Cái bữa nay thì mình chạy vô lò kẹo dừa ở trong nó cài á, mình hỏi người ta, mình chia một
vài tờ giấy, khoảng chừng 50 tờ giấy đặng mình về mình gói kẹo mà người ta không chịu chia. Người ta nói là người ta có nhiêu đó là người ta không có chia. Cho nên là mình mua đại giấy kiến này nè, giấy kiến này là để gói kẹo chuối nè. Rồi mình về mình quấn đầu quấn mình dặn đầu chặn đít lại luôn. Mua một bịch kẹo về ăn lấy gì? Quên, mua bịch kẹo dừa tổng về ăn cái lấy vỏ lại, lấy vỏ gói lại. Rồi bây giờ mình mở cái khuôn này ra nha. Ba lớn gì nữa không? Rồi mở cái khuôn ra. Rồi, ba lớn gì đó được rồi hả mọi người? Để cái này quăng bên đây đi. Ai cái cục kẹo của mình thành nó thành ngon cục kẹo ơi. Cái gì là bự nè. Thôi ơi. Bự nữa nãy gì. Nè, ngon quá. Mày ăn kẹo dừa không cho mày bán cục kẹo dừa nè. Thôi cục bự quá ai mà ăn khỏi đâu. Nó thơm nó ngon gì đâu luôn á. Mà nó thành cái hình vuông này, nó nằm ở trong cái khuôn á. Cho nên nó thành hình vuông này. Giờ mình cắt nó ra. Củ gói. Miếng nhỏ nhỏ thôi nè. Nè, dừa miếng này được không? Miếng này nhỏ không vậy? Nhỏ nè. Không, miếng này dừa nè. Miếng này thường có kẹo ba lớn gì à? Vậy hả? Vậy thôi để cắt cắt cục kẹo dừa bự bự một chút chặn cho nó đựng dừa. Những Khánh hại bự rồi. Bây giờ Khánh cắt ra nha. Khứa 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 hai khứa khứa hai khứa khứa từ từ xuống cho ịnh vậy hả? Khứa hả? Đây để em cắt cho. Khứa cho thử đi. Khứa nhẹ nhẹ đó. Khứa dao này đâu phải dao sắc kẹo đâu. Tha dao tha dầu vô. Khánh thấy dao sắc kẹo người ta ấn cái gì mà? Không phải. Chứ sao? Chứ khứa khứa mới được. Hay ấn khứa nó bị dính. Khứa nó mới khứa khứa nó mới vuông. Vậy hả? Đâu? Thử coi đang học hỏi thôi. Sao cục này còn dính không? Cắt cho nó ra luôn. Cắt một khác đi. Cái này kêu bằng cục được nè. Viên, viên kẹo. Hả? Viên kẹo. Nó kêu viên, viên kẹo. Viên kẹo nữa hả? Ừ. Một viên kẹo hay viên kẹo? Vậy chứ bình thường cái kêu bằng cục kẹo không chứ anh nói gì. Viên kẹo là tâm sách vở luôn mà bảy ơi. Nó chạy á hả? Hai dầu nữa. Không được, tại vì con dao sắc kẹo người ta bén dữ lắm bén. Còn cái này, thì này cũng vuông nè nhưng mà khó. Rất là khó tại vì đu nhất giống người ta dính dao nè. Đen á hai. Ờ, mà bà lấy như vậy kia vậy. Ấn một cái một hả? Tại vì nó dính quá cho nên là khứa cũng không được luôn. Cái này tha dầu vừa cũng được luôn. Mà nó cũng dính nữa. Bây giờ mình thiệt rồi, vừa ấn vừa lôi nó ra vậy thì nó ra nè. Còn cái đống mũ nữa kìa. Vừa ấn vừa lôi. Tại vì đây là lần đầu tiên mình làm cho nên là kẹo nó không có giống như cục kẹo ở ngoài tiệm của người ta. Bỏ ha. Rồi. Em hỏi ơi, không được rồi, thôi mất công á. Mất công dính dao nữa. Để hồi mà mất nữa cục kẹo nữa. Dính dao hết mất nữa đừng kéo nó giãn cục kẹo hai. Hai dầu. Dạ. Hai dầu. Hai dầu nhiều đó. Cái này giống kẹo chuối quá à, dài dài giống. Hai dầu vô đây dao này thử đi nha. Hai dầu. Hai nhiều dầu đó. Hồi nãy hay có tha không? Có chứ. Lấy dầu ra không tha không nữa. Chưa có đều kìa, chưa có đều. Ừ. Bên kia nữa. Rồi. Gửi đây nè, bên đây nè. Rồi giờ cắt ra đằng ta gói đi. Hả? Cái này xuống, cái này xuống. Rồi, lòi thớt ra, cắt đi. Lòi thớt ra hả? Ấn xuống. Ta lớn vậy được không vậy? Ấn được. Yeah. Đó, cũng dính. Gói. Nè mọi người ơi. Vừa cho vừa miếng giấy bự quá. Bự lắm. Rồi gót rồi. Bự, nè. Bự lắm à. Gói gói nhỏ hơn phải không? Hai. Gói kẹo kiểu Mỹ là bóc cái liếm một cái. Liếm một kẹo một cái xong rồi mới gói. Bữa coi cái chương trình gì á, vui á, hài hài á. Vậy nãy phải mua bánh tráng gì có kẹo. Thường kẹo dừa người ta gói bánh tráng á, người ăn bánh tráng ở đâu. Rồi. Ủa không phải vậy Dung ơi, gói dặn đầu dặn đít mà, đâu phải quấn đầu quấn đít đâu. Tại nó vô mà sao không dặn được. Kìa mà ở dặn kìa, đó. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Đó, ra ăn cục kẹo rồi đó. Vừa vừa thôi đừng bự quá ăn nhé. Rồi để Khánh rút kinh nghiệm. Rồi Khánh biết rồi, không cần kéo cục kẹo ra, lấy con dao mình nhấn xuống mình tách con dao ra vậy là được. Nay có kinh nghiệm rồi mọi người. Mới chút xíu mới có kinh nghiệm ha. Nhanh mà.
Không làm thôi chứ làm mà có liền. Không có khúc này cũng có khúc kia. Giống như mình chơi lô tô vậy á, chút xíu là có kênh nè. Thôi đừng bự quá. Kệ của em nè. Đẹp. Không có quăng, không có dặn hai đầu. Không dặn được. Của mình nha. Ôi cục kẹo này thiệt á, ai vô nhà mời cục kẹo này ăn tao về nó nhớ hoài luôn rồi. Thôi để hình ta ăn hết. Ai nhớ hoài luôn. Này kẹo này chắc hàng kêu bằng hàng sao ngoài này, hàng quảng cáo người ta kêu hàng gì? Hàng mẫu. Ừ, hàng mẫu tặng cho ông bán. Tặng cho ông bán hả? Ừ, hàng cái đó gì á. Dặn coi cũng được quá chứ. Ủa sao nãy giờ gói mà hai cho ăn thử nào ta. Đó không ăn thì ăn đi chứ ai không cho nào. Từ từ ăn. Đó. Nhỏ gì nè. Từ từ. Bự quá ăn á. Bỏ cái này vô đây đi. Hả? Đặng Khánh dễ sắc. Cái này á thì mình rửa tay sạch sẽ rồi, rồi mình mới bắt đầu mình sắc kẹo. Chứ làm cái này mà đeo bao tay là làm không được, tại vì nó dính với nhau. Không để vô ngay dầu dừa rồi. Chết mà bãi rồi. Đây mình rút kinh nghiệm. Đó. Đó. Xong. Cục dài thòn luôn. Ôi cục này dài thòn luôn. Thương cục kia. Cái ăn cục ăn cục kẹo này chắc ăn cả tháng nữa hết. Ăn cục kẹo đó uống vô không biết nhiêu nữa. Có giấy tờ không? Không có giấy. Có. Có mà. Tao mà cài à. Có kẻ khô ăn thì còn đòi nhỏ nữa. Vô lấy bánh tán kìa. Có đầu giấy tan. Lấy bánh tán rồi qua. Có một kỳ vừa ăn có gì đó. Ồ bánh tán tặng mà. Ờ bánh kia hả? Bánh tán nem á. Cũng giống như giấy tan. Cái này tới người ta tưởng đâu giấy tan, người ta để gì ta ăn luôn. Bộ bảy ơi, hết rồi, hết cái mũ rồi. Không, mà cái này vô. Cắt cái mũ đi qua. Cắt cái mũ đi. Nó kìa kéo nè. Đúng rồi, cái kẹo này nãy giờ nghe thơm coi. Nó bị nghẹt mũi mà. Sao bị nghẹt mũi vậy? Trời lạnh quá trời. Nó bể thì quấn đít, còn dung thì quấn xếp lại. Mũi rộng quá không có được. Bắt trời nãy lên nhà mũ còn ngồi một buổi luôn, mũ không biết quấn. Lên không thưa nữa. Không có tại ở lên ở trước có cầu ốm cái mà cầu ốm xong mà cái nói chuyện cầu ốm một hồi luôn mới vô ủa đi vô một hồi cái mới đi xuống nhà dưới thì dưới một hồi ốm mới lên hôm qua không có đâu không lên nãy giờ càng đầu nó mới nói gom hết đồ nhà cũng không ai biết nữa. Ơi. Mình tay ngang mình làm mà tính ra cũng ngon quá chứ. Cái hai cắt cái cục nhỏ ra ha. Cái màu này là màu vàng tự nhiên luôn nè. Nó nhỏ. Còn cái sau nhỏ em thấy có cục kẹo dừa nó màu nó không có vàng nha, nó trắng trắng. Hoặc là cục này giống như vị gì sữa vậy á. Hoặc là cục màu xanh nó nhiều. Sầu riêng nhiều. Cái này sầu riêng nhiều nó màu vàng của sầu riêng nè. Béo quá. Không, ít ngọt quá. Ít ngọt mà béo mà thơm sầu riêng phải không? Đúng rồi. Cái sầu riêng á, một tái sầu riêng mà có bao nhiêu đây kẹo dừa rồi biết bán thế nào không cho ăn. Hay có bỏ bỏ gì mẹ nói đâm làm thịt dừa dừa không mẹ nói kẹo dừa bảy 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 cắt nữa rồi bảy ơi dừa cắt nữa kẹo dừa có kẹo phải dừa đâu có vụ đó không. Kẹo dừa này ai làm nó ăn trước khi còn hâm thì xúm nhau làm xúm nhau ăn kìa thì mẹ ra kìa hỏi phải mẹ xúm nhau đi rửa tay và có người kiểm chứng. Chili ơi
Đây là kẹo, đây là kẹo, đây là dừa, kẹo dừa. Mình xách cái dừa ra mình để đây để cho mọi người biết bữa nay mình ăn kẹo dừa. Thơm lắm. Sao con biết thấy kẹo dừa thơm lắm. Khoan rồi hay sao con thử vậy, bà con thử thơm thử coi. Nó nghe kẹo là nó. Cái nữa. Làm giống tiện. Thơm quá. Cái nữa. Diễn sâu sâu như ngon. Thơm quá. Đi nè, nhìn tư nè. Vy nhìn tư nè. Con nhìn tư nè, rồi chút tư cho ăn kẹo. Con nhìn tư đi, chút tư cho ăn kẹo. Con nhìn tư nè. Nè. Nè nhìn. Wow. Thơm quá. Nè. La luôn đó. Đấy, từ. La luôn đó. Giỡn nó giỡn nó làm vậy chứ bình thường làm giống lắm. Đây là kẹo dừa. Mình làm xong rồi đó. Thì tới nay là xong hết rồi. Mà hôm nay nhà mình chưa có ai ăn thử. Mà bữa hổm mình ăn thử miếng vậy thôi chứ nhà mình thì cũng chưa ăn thiệt. Chưa có ăn thiệt. Ngày thử một cục. Bữa nay ăn thiệt. Thì đó rồi. Mời tất cả các bạn nha, ăn thử thử coi kẹo dừa của mình nó làm ra làm sao. Bà Bảy ăn đi, bà Bảy. Mẹ ăn thử mẹ. Tiền. Vy ăn không con? Vy ăn không? Biết ngon rồi. Không thích luôn. Con mẹ ăn thử mẹ. Đâu ăn được nước mà mình có để sẵn nước đá không? Ăn kẹo dừa cho nó ngon. Muốn ăn hả? Giờ Vy có muốn ăn không? Để gì nước tới. Ăn rồi. Giờ Vy có muốn ăn không? Vy ăn dữ. Giờ Vy có muốn ăn không? Muốn nhỏ thì không ngon nhiều nhưng mà béo với nó thơm mùi thì ghen ngon á, ngon hơn kẹo nước thụng mà chết rồi mẹ nói vậy rồi bà kẹo tụi ba gái chết ngọt ngon quá, ngon quá chừng ngon quá bó cài mình có kẹo đó rồi thì khi mình về kẹo mình làm còn ngon hơn nữa. Tại vì là cái kẹo này mình làm đậm đặc luôn, thầu riêng nhiều mà nước cốt dừa cũng nhiều nữa. Cũng có thầu riêng hả? Thầu riêng ăn thử ngon lắm. Thầu riêng không muốn thầu riêng nữa luôn à. Thầu riêng lấy hết để làm này mà đâu có ai ăn có đâu. Có cái bữa để làm kẹo à. Kẹo hả? Em ấm cho con muối nào. Ba muối hay gì hả? Dạ. Có ba muối gì hả? Dạ có ba muối hả mọi người. Mẹ, vô đây. Vô. Không có miếng nào giờ vô. Nhẹ nhẹ thôi. Cho nó miếng nó vô. Ê, đưa mẹ cho mẹ gót nước nè. Đưa mẹ gót nước à. Gót nước vô mới được chứ. Rồi vô đi. Vô với bà ngoại nè. Vô với bà ngoại nhẹ nhẹ thôi, bể ly nha con. Cùng ly. Vô. Con nhẫn ngon thiệt. Con vô luôn. Béo hay sợ luôn ha. Dừa. Béo nước gốc dừa. Đặc biệt rất là thơm mà sườn riêng. Nhưng mà ngọt ít đường vậy đó. Thơm có mùi đậu. Sườn riêng có mùi đậu phộng. Có này gặp mà có giấy gói nữa. Đẹp ngon dữ lắm ngon. Mà mình kiếm mình mua giấy rồi không có ra cho nên là ăn đỡ như vậy. Thì tết này á mình nhà mình có kiểu gì để ăn chớ đi mẹ. Vy thử cho mình luôn. Thảo quá này ngon quá chứ chừng tới tết hết nữa. Thôi phải ăn nữa món khác, tết là món khác ăn nữa mẹ. Ăn cục nữa mẹ, cục nữa thôi nha. Vy đã dành phải không? Để ăn nè. Mà con đó đây là một tương mà làm kiểu dừa. Con nữa cái gì con? Con nữa. Nhưng mà mình thấy là nó ngon dữ lắm ngon. Mình ăn cái kiểu này rồi là mai mốt mình không có đi mua kiểu dừa mình ăn đâu. Mình có thể mình tự làm mình ăn luôn. Bữa là mình làm khoảng 5 trái dừa. Khoảng một khía đường. Không đâu, nhỏ chưa làm. Mà nè, dính ra Nguyên ăn được không? Mày không phải dính ra. Ăn ngon hả? Chúng sẽ làm bằng điện thùng. Cái hồi lùi nè. Ăn ngon hả? Ôi. Năm tới dừa khoảng 1 ký đường hay vậy? Khoảng 1 ký đường ha. Đâu bữa mình làm á. Ừ. Khoảng 1 ký đường ha. Gán 25 gram nữa. Vậy hả? Thầm mất mình. 25 gram thôi. Mày đừng nước mình. Mẹ rồi 100g đậu phộng mà 200g đậu phộng mà xài có 100g đậu phộng à. Với lại một cái sầu riêng khoảng 1 ký 2 ký 4 gì đó, 1 ký 4. 1 ký 4.
nhưng mà cái thường nguyên ký tư, nhưng mà chị nghĩ là được 400, không tới 400 gram ruột mà. Không được đâu. Ngon quá, ăn thêm ruột nữa. Chừng 300 gram à, ruột. Ngon được. Không ăn nổi, ăn dính răng. Con không biết ăn cái gì mà béo béo mà nó dính miệng vô, miệng phải đi xuất miệng rồi, mệt lắm. Tại không vô, tại không phải tại giờ mà làm biến. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy hết thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Vi tạm biệt. Vi. Dạ. Vi thấy nước rồi, Vi khoái chơi dữ lắm. Giờ bắt đầu chơi mấy ly nước rồi đó. Hồi nhỏ mình lúc Vi khoảng chưa được một tháng tuổi nữa, Vi chưa được một tháng tuổi là bà ngoại tắm cho Vi, thì bỏ Vi vô trong cái thao của em bé, tắm cái thao nó dài dài chứ không phải cái thao loại toàn như thao giặt đồ, mà mới có một tháng là chân cẳng còn ốm nhơm ốm nhách à, chưa có thịt chưa có gì hết trơn á, mà hả hai cái chân búng 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 nước, hai con mắt sáng rỡ lên luôn, nhìn thấy cái mặt vui ra là biết, thấy hai con mắt là thấy vui ra liền, lần nào tắm cũng vậy hết á. Rồi cái lúc đó thì chưa có biết đòi cho nên là cái mặt vui vẻ dữ lắm, mà rồi lúc mà khoảng 2 tháng mấy 3 tháng á thì tới lúc đó Vi mới biết đòi, nghĩa là mỗi lần mà vừa tắm xong á mà ẩm Vi lên á là Vi khóc 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 dữ lắm, khóc lần nào cũng vậy hả mẹ, phá giọt nước vừa giọt nước nữa, mới có 2 tháng mấy là mỗi lần mà tắm xong là ẩm tới ra là khóc, mà bỏ vô nước là hai cái chân búng hai cái tay quạt 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 quạt, rồi cái mặt thì vui lên. Bởi vậy tới bây giờ Vi cũng còn ham giọt nước không, mỗi lần mà dẫn vô nhà tắm là thật hai cái tay đi vô lấy cái ca để múc nước, mà mỗi lần vậy là mình bị la ẩm ra ngoài liền hà, chứ mình không có cho Vi giọt nước. Mỗi giờ lần mà Vi thấy trời mưa, Vi cũng thích lắm, khoái trời mưa. Cái gì con? Trời quá à. Không có uống nước đó nữa nha, nước đó nước dơ rồi tay nha, con thọt tay vô tổng dơ rồi đừng uống nữa nha con. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ. Nhớ gì? Nước uống hả? Nước dơ không uống được, nước uống ở trong nhà không uống được nữa, nước này dơ rửa tay rồi, dính đụng con thọt cái tay vô đó rồi nó dơ lắm, đừng uống nữa nha con. Nước uống mà. Nước uống nhưng mà con thọt cái tay vô đó là nước nó thành nước dơ rồi, biết không? Biết chưa? Biết không? Biết. Dạ biết đàng hoàng cho mẹ nghe coi. Đâu con nói dạ biết coi. Đâu con nói dạ biết mẹ nghe coi. Mày chơi gì á? Mày chơi gì nói mẹ nghe coi. Hả? Mày chơi cái ly hả? Vi chơi đi. Nhưng mà nước dơ đừng uống nha. Đổ hồi ướt áo rồi mẹ la nha. Đổ một ly đó hả? Thôi con để anh bạn con chơi đi. Chơi. Đổ rồi. Con đập đổ miếng nghe hả? Đổ miếng rồi. Một, ba, hai, ba, bốn, bốn, ba, trời. Đâu con đếm cho mẹ nghe. Đâu con đếm cho mẹ nghe đi. Con đếm cho mẹ nghe đi. Một, ba rồi. Một, rồi gì nữa? Ba rồi. Rồi gì nữa? Đi rồi. Nói gì nữa? Co rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Co rồi. Hả? Co rồi. Pho hả? Co
quanh nói gì mẹ nghe mẹ không hiểu gì tên hả? Bốc chứ. Ôm rồi. Trồng đã quê. Trồng đã quê. Uống cà phê. Uống cà phê hả? Đau cà phê. Cà phê bả. Cà phê thôi con uống đi. Ủa thôi mẹ không uống cà phê đâu. Uống cà phê tối ngủ không được. Con không uống cà phê thì thôi. Mẹ uống cà phê đi. Thôi uống cà phê tối mẹ ngủ không được đâu. Vi đang giả bộ phấy cà phê cho mẹ uống. Rồi Vi kêu là mẹ uống cà phê đi. Phải không? Đau quá. Hả? Ông ngoài bà uống cà phê. Con ngoài bà uống cà phê, gửi gì nữa? Đau bầu à. Con mời ông uống cà phê. Ủa dạ, rồi. Rồi sao lấy ra? Dính luôn rồi. Ô, hay quá ta. Để xuống để bể cái ly. Để bể. Thôi đừng bỏ vô nữa, nó mắc kẹt con lấy ha, không được á. Cái ừ, lấy được thôi, đừng bỏ vô nữa nha con. Mắc kẹt nó dính luôn, lấy ra không được đó nha con. Cái ly kia nó bự, ly này nhỏ đó. Vi chơi gì đó? Trên bà uống. Hả? Rồi Vi nói đi, con mời bà uống cà phê. Vi nói đi. Con mời bà uống cà phê, nói đi. Nói đi. Giờ mà mình cho Vi ngồi đây chơi với mấy cái ly này tới chiều, Vi cũng chịu ngồi Vi chơi nữa. Không khóc, không la mà không có quậy luôn. Mốt mà mẹ đi đâu mẹ cho Vi ngồi chơi với mấy cái ly này nha. Chịu không? Chịu hả? Ủa con bắt cái gì vậy? Ừ. Vi cười nha găng cho mẹ coi Vi được mấy cái găng nè. Hãy miếng găng, hãy miếng găng mẹ coi. Ồ, nha găng găng, hả ra, ở bữa ra. À, nhe ra vậy nè, nhe ra. Nhe ra, nhe ra. Nhe ra. Nhe ra. Nhe ra. Ngồi rất ly rồi. Đã kia vậy. Đã kia vậy. Rồi. Rồi con nhe găng ra, nhe găng ra. Đã kia rồi. Ừ. Rồi nhe găng ra mẹ coi được mấy cái găng nè. Để mẹ đi đó. Vô. Nhe găng ra để mẹ đi vô. Rồi nhe găng ra, nhe ra. Được rồi. Hả? Thôi đừng bỏ vô, đừng bỏ nó vô kẹt á, lấy không được á. Rất ta vậy. Thì ta có con ký vô rồi. Ừ. Rồi lấy ra đi sao? Dạ, lấy ra. Đó. Ông đi bảo đi. Rồi, đừng làm bể ly con nhẹ nhẹ thôi, để không thôi bể ly đứt tay chết á. Nhưng con.